tuần cả nhà kênh đi coi phim Movie in the Park. Kênh đi lấy nước hả anh? Anh trả anh em nè. Kẹt ở đây quá trời luôn. Có cà phê với trà trong cái giỏ xanh á. Anh nghĩ là còn sướng ở gì hai phạt đó. Thoáng rộng. Nó bằng hai phạt thế nó có vẻ lộm chộm hả? Hai phạt á. Cây cối tối không tầm. Sợ có mũi ha. Anh lấy cà phê với trà xong có hai giỏ anh để giỏ nước giỏ đồ ăn. Dạ em đem đĩa có đồ ăn rồi. Soạn còn bánh ở trong, còn bánh anh, còn bánh ở trong á anh, trong cái giỏ đồ ăn này lấy ra làm em bánh với chip với đĩa có cái hộp này. Đừng có lấy cái đó ở dưới trong đó, đó đang chặt này em lấy sau. Cà phê của anh, trà của em, có chai nước chanh mình có giờ bánh á. Đúng rồi, hộp đồ ăn còn nhiều đồ lắm. Lấy mấy hộp bánh gạo ra luôn, chấm ăn, bơi ra cũng thấy đói bụng. Ủa mình đem có một hộp đây hả? Thì cái hộp đó để đựng đồ, có, ta lấy ra rồi. Có bà khóa xe chưa? Bỏ cái vỏ lên tấn cho nó khỏi. Ngồi đất sướng hơn ngồi ghế ha. Tối nay có sáng trăng nè. Trăng nó đằng sau mình. À. Cà phê mà. Kem. Cà phê em pha một chai thôi. Tối nay Kem đi đâu đó? Thank you.